Quần Anh có tiếng từ xưa, biển đình phong lạc, bia chùa Phúc Lâm. Khách về, khách vẫn hỏi thăm, nước chè cầu món, tơ tằm chợ lương. Những câu ca nhắc đến một vùng đất mà cách đây hơn 5 thế kỷ chính là thành quả của công cuộc khai hoang, lấn biển, chinh phục thiên nhiên. Đó là vùng đất Quần Anh, hiện là xã Hải Anh, cái nôi hình thành nên huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định ngày nay. Hàng trăm năm trước, tứ tổ Trần Vu, Vũ Chi, Hoàng Gia, Phạm Cập cùng 9 dòng họ đã từ khắp nơi về đây sinh cơ lập nghiệp, xây dựng Quần Anh trở thành một làng quê phồn thịnh, danh tiếng mà những dấu tích xưa vẫn còn lại đến hôm nay. Theo tương truyền của các cụ để lại, ban đầu thì làng Quần Anh được gọi là Quần Ấp, sau đó thì được đổi tên thành là Ấp Quần Cường, và đến năm Hồng Thuận năm thứ 3 thì được đổi tên thành xã Quần Anh, tức là vào năm 1511. Đến năm 1804 dưới triều vua Gia Long thì xã Quần Anh lúc này tách thành 3 xã là Quần Anh Thượng, Quần Anh Trung và Quần Anh Hạ. Đến năm 1880 lúc này thành lập huyện Hải Hậu thì các xã của Quần Anh thuộc huyện Hải Hậu. Và ngày nay thì Quần Anh thuộc xã Hải Anh của huyện Hải Hậu, Nam Định. Người xưa khi đến Quần Anh nhận thấy đây là vùng đất đẹp, đã từng bước tạo dựng cuộc sống, phát triển trăm nghề, xây đình, chùa và cầu bắc qua sông thuận tiện cho việc đi lại. Đây là cầu ngói chợ Lương. Sở dĩ có tên như vậy là vì cầu nằm ngay cạnh một khu chợ là chợ Lương. Cầu được xây dựng rất sớm, vào cuối thế kỷ 15, từ khi Quần Anh được thành lập. Tổ tiên nghĩ ngay đây là một vùng thuận tiện cho giao thông qua lại, nên có xây dựng là nội thập giáp ngoại tứ thôn, và mỗi giáp có một cầu, một đỉnh và một song đi lại. Và riêng cái cầu ngói là gọi là cầu giáp thập, nằm trên nơi trung tâm gần của khu chùa Nương, nên cầu được làm to đẹp hơn. Và riêng cái cầu ngói của đất Quần Anh này thì do bàn tay ngõa nề mộc của người thợ Quần Anh đã làm nên, và cũng là cái dấu ấn và cái kỷ niệm của con người Quần Anh khi mở đất dựng làng xưa kia. Cầu ngói chợ Lương được mệnh danh là một trong 3 cây cầu ngói cổ đẹp nhất Việt Nam, cùng với cầu Thanh Toàn ở Huế và chùa Cầu Hội An. Cầu được xây dựng theo lối thượng gia hạ kiều, tức trên là nhà, dưới là cầu. Ban đầu cầu được lợp mái tranh, sau đó lợp ngói. Dù trải qua nhiều lần trùng tu, cây cầu vẫn giữ được dáng vẻ cổ kính, mang phong cách kiến trúc thời Hậu Lê. Cầu ngói chợ Lương được dựng trên 18 cây cột bằng đá, xếp thành 6 hàng. 9 gian của cầu ngói thì đều được làm bằng gỗ lim, rất là chắc chắn. Ngày xưa thì cầu có cái vai trò quan trọng để bắc qua nhánh của sông Trung Giang, để cho người dân có thể đi qua lại để sang đi chợ. Và đặc biệt là vừa là nơi tránh nắng và vừa là nơi nghỉ chân cho người đi đường. Nếu đến xã Hải Anh vào đúng ngày có phiên chợ Lương, có thể hiểu thêm phần nào cuộc sống của người dân nơi đây. Chợ Lương đã tồn tại từ lâu đời, họp ngay cạnh cầu ngói. Phiên chợ quê khá nhộn nhịp, bày bán đủ loại mặt hàng, không chỉ là chốn giao thương buôn bán
mà còn là nơi để người dân địa phương gặp gỡ, thăm hỏi nhau. Cách cầu ngói Chợ Lương không xa chính là cụm di tích đình, đền, chùa có lịch sử mấy trăm năm, là niềm tự hào của người dân quần Anh xưa, Hải Anh nay. Đình Phong Lạc, hay còn được gọi là đình Lương, có kết cấu tiền đình hậu miếu. Đình ở phía trước là nơi hội họp và giải quyết các công việc hành chính của làng. Bên trong là đền thờ Thủy Tổ. Đây là nơi bao thế hệ người dân quần Anh bày tỏ sự tri ân, tưởng nhớ đến các bậc tiền nhân đã có công khai lập, mở mang đất đai của làng. Tứ tổ khai cơ lập cồn ấp, chín họ bao đê dựng xóm làng. Miếu Tỷ Tổ là nơi thờ của tứ tính và cửu tộc, tức là những người đầu tiên đến để từ cái làng Tương Đông ở khu vực Cổ Lễ, Trực Ninh để sang thành lập nên cái ấp Quần Anh và xã Quần Anh sau này. Tứ tính là bốn cái họ Trần, Vũ, Hoàng và Phạm, là bốn cái họ đầu tiên đến để khai khẩn. Sau đó thì chín họ tiếp theo đến để cùng khai hoang, mở rộng diện tích, quay đê lấn biển để thành lập nên các cái xã của Quần Anh. Chúng tôi đến thăm ngôi mộ của Thủy Tổ Trần Vu, người đầu tiên có mặt ở đất Quần Anh để khai khẩn vùng bãi bồi, tạo dựng cuộc sống mới. Thành quả lao động của ông cùng các vị thủy tổ chính là tiền đề để xây dựng nên vùng đất Hải Hậu ngày nay. Cách đây hơn 500 năm, cụ Trần Phu cũng là một vị quan trong triều, cụ có công với nhà vua và sau đó cụ được phong là chức Dinh Điển Phó Sứ. Sau khi cụ nghỉ hưu thì cụ về một lần quê của Nam Trần, Trực Ninh. Một lần cụ đi chơi du thuyền trên sông nước, cụ thấy vùng đất này, vùng đất Ninh, tức là cá bơi hạc đứng ấy, nơi này mở mang. Cùng với cụ Vũ Chi Hoàng gia Phạm Khập, cụ xuống đây mở đất. Và sau khi các cụ mất đi thì để ghi nhớ công ơn của tiên tổ, nên thế hệ hậu duệ có xây ngôi mộ, chính là ngôi mộ thờ cụ Trần Phu. Nằm trong cụm di tích Quần Anh còn có chùa Lương. Công trình được xây dựng từ khá sớm, khoảng cuối thế kỷ 15. Chùa Lương lúc đầu có quy mô nhỏ, trải qua nhiều lần trùng tu, mở rộng. Hiện chùa gồm 100 gian, mang dấu ấn kiến trúc thế kỷ 17-18. Chùa Lương từ lâu đã là một kỳ quan nổi tiếng của Nam Định. Nghệ thuật điêu khắc gỗ ở chùa Lương cũng rất đặc sắc, thể hiện bàn tay tài hoa của người xưa. Trên các vì của tòa tiền đường chạm khắc con rồng với nhiều tư thế, cùng với đó là hình ảnh hổ phù nổi bật và oai phong. Chùa Lương hiện còn lưu giữ một khối lượng lớn văn bia ghi công đức xây dựng chùa và quá trình khai hoang, lấn biển, phản ánh nhiều mặt đời sống của người dân nơi đây. Nhà chùa Lương còn lưu giữ này trên 40 văn bia. Bia vuông tạc tượng, bia tròn ghi công. Cái bia vuông là hiện nay là không còn, nhưng hiện nay còn một số bia tròn. Bia tròn ở chùa Lương có ghi là 3 nhóm. Nhóm Chính Hòa, nhóm Cảnh Hưng và nhóm Triều Nguyễn. Hiện nay là ở đây một số cái bia này đương là bia nhóm Triều Nguyễn này, nói về toàn bộ công lao tổ tiên mở đất rừng nàng và hương công để xây chùa, mở chợ và ghi những cái công đức của người Quần Anh xưa kia đã để lại cho con cháu ngày nay. Từ Quần Anh xưa đến Hải Anh, Hải Hậu ngày nay là lịch sử hơn 500 năm mở đất và giữ đất, phản ánh ý chí kiên cường, bền bỉ và tài năng của con người để xây dựng quê hương, làng xóm.
truyền thống ấy qua bao thế hệ vẫn luôn được tiếp nối và vun đắp để xứng đáng với công lao của các vị thủy tổ, làm đẹp thêm cho mảnh đất quê mình.